Nè, xin chào các bạn quay lại với kênh YouTube học và luyện thi TOEIC online miễn phí tại trung tâm ngoại ngữ TOEIC LN. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần giải đề thi phần part 5 TOEIC đề số 1. Và sau khoảng 23 cái video mình hướng dẫn về các chủ đề ngữ pháp trong đề thi TOEIC, thì hôm nay cái video đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cái phần giải đề thi TOEIC cho đề số 1. Thì trong cái đề số 1 này mình đã biên soạn ra một số cái câu hỏi với nhiều dạng bài tập khác nhau từ những cái sách được đánh giá là hay nhất tại cái thời điểm hiện nay về học và luyện thi TOEIC. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm cái phần mà bát năm TOEIC hiệu quả, và mình có soạn ra 40 câu hỏi trong cái đề thi phần bát năm. Và mỗi câu hỏi thì mình đều phân tích rất là kỹ các cái kỹ năng làm bài, phân tích các cấu trúc câu cũng như các cái kiến thức từ vựng và một số cái lưu ý mà mình cảm thấy cần thiết, thì mình sẽ phân tích rất kỹ cho các bạn hiểu hiểu rõ hơn các cái vấn đề vì sao chúng ta chọn đáp án này mà không chọn cái đáp án còn lại. Đây, trong cái phần phân tích đề này thì mình đáp ứng được hai cái mục tiêu mình đưa ra, đó là cái hướng dẫn cách làm bài thi, hay nói cách khác là kỹ năng làm bài, làm sao để chúng ta đạt được cái điểm kết quả cao nhất trong phần part 5 TOEIC. Và sau khi mình đã hướng dẫn kỹ năng làm bài xong thì mình sẽ quay lại phân tích cái phần giải thích các kiến thức liên quan. Rồi trong cái phần này thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn các cái việc quản lý thời gian tốt nhất, hiệu quả nhất trong phần Reading TOEIC. Và cụ thể đó là trong cái phần bát năm TOEIC này chúng ta sẽ làm 40 câu trong vòng 15 phút thôi. 15 phút là thời gian hợp lý nhất để chúng ta đạt điểm cao trong phần Reading TOEIC. Rồi, chúng ta bắt đầu với cái câu hỏi đầu tiên trong phần bát năm TOEIC nhé. Rồi, trong câu hỏi số 101 thì đây là câu hỏi đầu tiên trong phần Reading TOEIC. Thì ở đây mình có soạn một câu hỏi với cái nội dung như thế này, và trong đề thi nó sẽ cho cái dạng câu hỏi cũng tương tự như thế này thôi. Thì trong cái câu hỏi này chúng ta phải chọn ABC hoặc D vô cái chỗ trống này. Đấy. Và thường thì trong phần bát năm TOEIC thì cứ khoảng một câu như vậy, thì các bạn làm trong khoảng 15 giây, 15 đến 20 giây chúng ta sẽ làm xong một câu. Thì như vậy chúng ta mới có thể kết thúc 40 câu trong vòng 15 phút được. Rồi, như vậy đối với câu này khi mà chúng ta đi làm thì cách làm thì chúng ta sẽ làm như thế này. Để chỗ trống này, trước cái chỗ trống các bạn thấy có màu từ xác định đờ nè. Thì ở chỗ trống này chúng ta phải bỏ một danh từ vô. Hay bỏ danh từ vô và chúng ta chỉ chọn gì thôi ạ? Chọn cô đi thôi. Nhìn vô cô đi là chúng ta biết nó là danh từ. Nếu như các bạn chưa biết cách nhận dạng đâu là danh từ, đâu là tính từ và đâu là trạng từ, đâu là động từ, thì các bạn nên quay lại cái video video số 2 hoặc là video số 2 hay số 3 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Nhưng video đó nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn phân biệt đâu là tính từ, trạng từ, danh từ và động từ. Rồi như vậy câu số 1 này thì các bạn làm trong khoảng 5 đến 10 giây thôi. Nhìn vô chữ đờ và ở đây chỗ trống này thì chúng ta cần chọn một cái danh từ, và câu B có chứa cái đuôi mần này thường sẽ là danh từ, 90% nó sẽ là danh từ, và do đó thì chúng ta chọn câu cụ đi. Rồi chúng ta chọn cụ đi. Rồi đó là cái phần đi làm bài thi thì mình làm như thế. Nên bây giờ làm xong rồi thì mình đọc cái câu hỏi này xem nó có từ vựng gì không, có cấu trúc câu gì không, để chúng ta tích lũy kiến thức luôn. Như vậy thì cứ mỗi cái câu mà các bạn làm xong rồi thì các bạn nên xem nó có từ vựng và cấu trúc câu gì mới không, và những cái kiến thức nào chúng ta cần phải trang bị, cần phải cải thiện. Như vậy thì chúng ta mới mới làm cái đề thi phần TOEIC, phần Reading đạt được điểm cao, chứ không phải chỉ quan tâm đến phần đáp án không.
Rồi, ở đây mình sẽ phân tích cái cụm từ là Environment Friendly Vehicles. Thì cái cụm từ này các bạn dịch đó là các cái phương tiện nè, chữ Vehicle là các cái phương tiện thân thiện với môi trường. Có nghĩa là những cái phương tiện mà tiêu thụ ít nhiên liệu, xả nhiên liệu ra ngoài môi trường ít thôi, hoặc là có thể sử dụng một số nhiên liệu sinh học để giúp cho cái việc môi trường nó đỡ phải ô nhiễm. Rồi, và ở đây có chữ spend, thì cái chữ spend này các bạn sử dụng trong trường hợp đó là chúng ta bỏ tiền ra để làm gì, hoặc là bỏ thời gian làm gì, dành tiền để làm gì, hoặc dành thời gian làm gì, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái động từ spend. Rồi, như vậy thì công ty này đã chi nhiều tiền hơn cho cái việc phát triển những cái phương tiện mà thân thiện với môi trường. Rồi, như vậy thì câu 101 chúng ta đã xong về phần cách làm bài và xong luôn cái phần phân tích các kiến thức có liên quan đến câu này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển sang câu 102. Rồi. Rồi, câu 102. Thì câu này các bạn cũng phải xem chỗ trống này. Trước đằng sau chỗ trống là cái chữ candidate. Như vậy cái chữ candidate là ứng cử viên. Ứng cử viên thì chỗ trống này chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có một một trạng một một tính từ để tính từ này nó bổ nghĩa cho cái danh từ là candidate. Như vậy mình cũng đã có hướng dẫn cái video về trật tự từ trong câu, chức năng và vị trí của tính từ, trạng từ, danh từ và động từ rất là chi tiết rồi. Thì nếu các bạn quên này, các bạn phải quay lại cái video mà hướng dẫn ở cái phần chủ điểm ngữ pháp Rồi, như vậy nhìn vô câu này chúng ta làm trong khoảng 5 giây thôi, và chúng ta chọn câu cụ B có cái đuôi full như thế này là tính từ, hoặc các bạn chỉ cần bỏ cái đuôi gì thôi ạ, bỏ đuôi ly đi thì nó sẽ ra hành chính, hành phó, phó từ. Rồi, cái này mình ghi thiếu chữ F mà ha, mình bỏ cả bổ sung cho sửa lại. Rồi, chúng ta sửa lại. Rồi, đây, như vậy thì chúng ta chọn câu chọn cụ B. Rồi cái for, cái danh từ này nó bổ nghĩa cho cái cái tính từ này nó bổ nghĩa cho cái danh từ là candidate. Rồi, successful candidate là những là nghĩa là như thế nào? Nghĩa là những ứng cử viên có khả năng đậu cao, đủ tiêu chuẩn đó. Thì chúng ta chọn câu cụ B vô. Chọn cụ B. Rồi, chúng ta mới dịch cái câu này. Rồi, ứng cử viên mà có khả năng đậu đó thì phải có gì ạ? Nên có một cái college degree, là có cái bằng cao đẳng nè, và có cái 5 years experience là cái 5 năm kinh nghiệm nè. Như vậy thì ở đây nó không có cấu trúc câu, các bạn chỉ cần trang bị cho mình cái vốn từ vựng thôi. Như vậy ứng cử viên mà có khả năng đậu đó thì phải có gì ạ? Nên có bằng cao đẳng và 5 năm kinh nghiệm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển sang câu 103. Rồi, câu 103 thì ở đây người ta cho mình cách chia động từ, chia to verb, verb in, rồi chia theo ngôi, chia theo dạng bị động. Thì ở đây các bạn, cái phần thi thì mình cũng hướng dẫn các bạn rất là chi tiết rồi, cũng có những cái video về chủ điểm ngữ pháp mình hướng dẫn rất chi tiết về cách sử dụng 13 thì trong tiếng Anh. Ở đây thì các bạn thấy agreement nè, thì là dấu hiệu cho nhận biết gì nhỉ? Tiền tài đơn đúng không? Cứ mỗi tháng thì chúng ta làm cái gì đó lặp đi lặp lại như thế, thì chúng ta sẽ sử dụng cho thể hiện tại đơn thôi. Rồi, cho thể hiện tại đơn thì chúng ta chỉ cái chúng ta bỏ gì ạ? Bỏ câu B và câu C đi ha. Vì tự nhiên cái chủ từ rồi tới to verb của bạn này, cái này sai với cấu trúc mà SVO mà mình đã hướng dẫn cái bài đầu tiên, nó sai đi. Our company, như vậy công ty của chúng tôi, như vậy công ty của chúng tôi, như vậy là các bạn xem nó như là một chủ từ ngôi thứ ba số ít, các bạn xem như là it thôi, xem như chữ it vậy. Lưu ý ha, công ty của chúng ta thì các bạn xem nó như it thôi, chứ không phải chia theo ngôi số nhiều ha các bạn. Do đó thì chúng ta chọn câu A, ngôi thứ ba số ít, động từ thường phải thêm s hoặc thêm es vô. Rồi, mình cũng hướng dẫn rất kỹ cái phần này ở cái phần video chủ điểm về ngữ pháp TOEIC. Rồi, do đó thì chúng ta sẽ chọn câu A vào đây. Rồi.
Rồi ở đây thì mình giải thích một số cái nghĩa của từ vựng. Cái chữ donate này nghĩa là chúng ta quyên góp, đóng góp cái gì đó, ví dụ đóng góp về tiền, về sức ha, để mang tính chất và từ thiện đó các bạn. Rồi chúng ta ví dụ như chúng ta góp tiền này, thì trong trường hợp này đó là quyên góp tiền cho các cái trường tiểu học ở địa phương nè. Elementary là school, là trường tiểu học, trường cấp 1 đó. Rồi, như vậy mỗi tháng thì công ty của chúng tôi quyên góp một ít tiền cho các trường tiểu học tại địa phương. Như vậy thì chúng ta sử dụng cho hiện tại đơn diễn tả một hành động lặp đi lặp lại. Do đó thì chúng ta chọn câu A, donate. Rồi, tiếp theo là qua câu 2. Rồi, câu 104. Rồi câu 104 người ta bắt mình điền giới từ và liên từ vô. Ở đây thì mình thấy cái chữ là visit website rồi information shipping charges. Thì ở đây chúng ta không dùng câu B vì so because chúng ta phải cộng với một mệnh đề. Mệnh đề có nghĩa là câu gồm có chủ từ, gồm có động từ. Sau if cũng vậy và sau liên từ while cũng thế. Do đó BC là không hợp với cấu trúc ngữ pháp rồi. Và cũng không hợp về nghĩa luôn các bạn. Chúng ta dịch sẽ không được, không không có, nó rất là lủng củng. Vì vậy do đó thì chúng ta chọn câu A, for, liên từ for. Làm ơn truy cập vào website để biết thông tin về các cái phí vận chuyển quốc tế ha. International shipping là cái phí chúng ta vận chuyển cho cái ra nước ngoài đó rồi. Còn cái charges là phí nha, người ta tính phí cho mình. Shipping là vận chuyển thôi. Rồi do đó thì chúng ta chọn câu câu A, câu A. Và trong cái câu này có một cái lưu ý, đó là các bạn lưu ý cái động từ please, động từ please. Thì sau động từ please thì các bạn cộng với động từ dạng với không, cộng với V0 luôn. Như vậy cái chữ visit này người ta đang dùng ở dạng V0 nè. Và trong bài thi TOEIC người ta hay hỏi cái này các bạn, tại vì động từ place rất là thông dụng, rất là thông dụng. Và ngoài ra thì chữ place này dùng để nói về các cái trường hợp mang tính chất như là lịch sự, nên người ta hay hay chêm cái chữ place vô. Do đó chúng ta cũng để ý luôn. Sau place thì các bạn nhớ cộng với V0. Rồi chúng ta chọn câu A. Rồi chúng ta vào câu 105. Rồi câu 105 thì câu này cũng dễ thôi, cũng ngắn thôi. Rồi ở đây thì động từ người ta cho đó là chữ hold. Thì nhìn vô đây thì các bạn thấy nè, cái câu này các bạn phải dịch nghĩa thôi các bạn, để biết xem là mình chia cái thì gì cho hợp lý ha, xem chia thì gì hợp lý. Một buổi tiệc để tôn vinh ông Park, ông bác sĩ Park thì sẽ được tổ chức tại cái nhà hàng Diamond thôi. Như vậy được tổ chức thì chúng ta phải sử dụng câu bị động, chứ cái bữa tiệc không thể nào mà tự nó tổ chức được, mà nó phải là gì, phải dạng là bị động là được tổ chức. Do đó thì chúng ta chọn câu B là to be cộng với V3 là dạng bị động nè. Thì cái phần câu bị động mình cũng nói rất là kỹ ở cái phần chủ điểm ngữ pháp trong đề thi TOEIC. Thì các bạn quên thì các bạn cũng quay lại đó, chúng ta xem là cái video về chủ điểm ngữ pháp, đó là câu bị động. Do đó thì chúng ta chọn câu to be sẽ được tổ chức tại nhà hàng Diamond. Thì ở đây có cái cụm từ là in honor of nè. Thì cụm từ này mình dịch là để tôn vinh ai, vinh danh ai đó. Tôn vinh hoặc vinh danh ai đó, trong trường hợp này là ông bác sĩ Park. Còn cái banquet là cái một buổi tiệc lớn mang tính chất trang trọng, mang tính chất trang trọng. Rồi như vậy một cái buổi tiệc sẽ được để tôn vinh cho ông Park sẽ được tổ chức tại nhà hàng Diamond. Rồi, cái câu này thì mình phân tích thêm luôn về cái động từ cần điền. Thì cái cột đầu tiên của nó là chữ hold, động từ hold là cầm nắm giữ. Thì trong trường hợp này chúng ta không có dịch là cầm nắm giữ mà không dịch là tổ chức.
tổ chức, do đó chúng ta dịch là sẽ được tổ chức. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ định vào câu 106 nhé. Rồi, câu 106 thì đối với cái câu mà dạng modal verb rồi chọn động từ vô chia cái từ loại về gia đình từ như thế này thì nó rất là dễ các bạn không cần phải dịch. Nên, chúng ta thấy will rồi can rồi should rồi may could rồi đó. Thì must rồi đó thì chúng ta cộng với gì thôi ạ? Cộng với V0 thôi. Cộng với V0 thì chúng ta chọn câu chọn câu D. Nên không cần phải dịch các bạn cũng không cần phải biết nghĩa của cái từ cần điền là gì luôn. Và chúng ta cũng không có dịch ở trên đây luôn vì không có đủ thời gian để chúng ta dịch. Như vậy câu này các bạn cứ nhìn vô là các bạn chọn đáp án luôn sau modal verb cộng với V0 thì nhìn vô chúng ta chỉ có thấy câu đi là hợp lý thôi. Cái này to verb rồi cái này là động từ đã chi rồi cái này dạng verb in ha. Rồi như vậy thì chúng ta chỉ thấy có câu câu D là hợp lý thôi. Rồi chúng ta chọn câu đi và chúng ta sẽ di chuyển sang câu khác để làm thì mới kịp 5 phút trong 40 câu. Rồi thì ở đây mình phân tích một số từ vựng cũng như có cấu trúc thì mình sẽ nói cho các bạn luôn để chúng ta tích lũy kiến thức và chúng ta phục vụ cho cái quá trình làm những cái câu mà người ta ra đề khác nữa chứ không phải là chúng ta chỉ làm xong một câu này là thôi. Rồi thì ở đây có cái cụm từ là technological advances, như vậy là chúng ta dịch là các cái công nghệ hiện đại các bạn, nền công nghệ hiện đại tân tiến á. Rồi thì số lượng người công nhân người làm việc đó ở các cái ngành nghề mà sản xuất thì sẽ giảm đi. Các bạn ý tác giả viết đó là khi mà xã hội hiện đại phát triển về kỹ thuật và công nghệ đó thì số lượng người lao động bằng chân tay sẽ giảm bớt đi, thay vào đó ta sẽ sử dụng bằng máy móc, ý người ta nói là thế. Rồi bởi vì sự phát triển của nền công nghệ nên là một số lượng người lao động trong cái ngành nghề sản xuất nè thì sẽ giảm đi. Manufacturing là sản xuất các bạn, sản xuất ví dụ như sản xuất quần áo, giày dép, bàn ghế. Đấy, cái này cũng rất là thông dụng ha, sự sản xuất ngành nghề sản xuất. Rồi chúng ta di chuyển sang câu tiếp theo. Rồi cái câu này thì chúng ta cần điền một cái động từ vô để hợp nghĩa của câu. Tuy nhiên thì đối với cái trường hợp mà dịch dịch cái câu để bỏ động từ phù hợp vô á thì các bạn không có dịch hết câu các bạn. Mình không có dịch là most employees had to work overtime to chấm chấm promise date of delivery. Mình không có đủ thời gian để làm điều đó ha. Do đó chúng ta chỉ đọc một vài cái keyword thôi và để chúng ta chọn động từ phù hợp với ngữ cảnh. Trong trường hợp này chúng ta thấy work overtime là làm việc thêm giờ, làm việc tăng ca nè, rồi để kịp cái ngày giao hàng nè, giao hàng như đã hứa nè, thì chúng ta chọn câu gì các bạn? Là chúng ta chọn câu đi vô cái chữ meet. Cái chữ meet trong trường hợp này thì chúng ta dịch là chúng ta đáp ứng hoặc là kịp đáp ứng cái ngày giao hàng theo đã như đã hứa nè. Như vậy cái chữ meet trong trường hợp này các bạn không có dịch là gặp gỡ nè, mình phải dịch đó là chữ đáp ứng hoặc kịp. Như vậy thì ở đây mình sẽ dịch là hầu hết nhân viên, hầu hết nhân viên. Cái chữ most này đóng vai trò là một tính từ các bạn. Chữ employees là danh từ. Như vậy most đóng vai trò là một tính từ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ, dịch là hầu hết. Đấy. Hầu hết nhân viên phải làm việc overtime, đó là làm việc tăng ca để đáp ứng kịp cái ngày giao hàng như đã hứa. Rồi. Rồi do đó thì chúng ta chọn câu đi. Còn cái câu A occupy á, occupy là chúng ta chiếm giữ cái gì? Chiếm giữ cái gì đó. Ví dụ như mình nói là cái the toilet is occupied, nghĩa là cái phòng vệ sinh thì có cái người rồi, có người chiếm rồi. Nhưng mà cái này không có phù hợp với cái ngữ cảnh này. Còn cái chữ express đó, express là
thuyết trình hoặc là trình bày cái gì thì nó cũng không đúng. Câu C upon là chỉ định bổ nhiệm cũng không phù hợp trong cái ngữ cảnh này. Do đó thì chúng ta chọn câu, chúng ta chọn câu D. Rồi chúng ta câu này là như thế thôi ha. Rồi chúng ta qua câu 108. Rồi câu số 108 thì người ta để cái chỗ trống như thế này, và trước chỗ trống là một giới từ. Đấy. Như vậy trước giới từ rồi thì sau giới từ mình sẽ cộng danh từ hoặc verb in. Các bạn chú ý ha. Sau giới từ thì thường á mình sẽ cộng với verb in hoặc là mình cộng với danh từ. Và trong trường hợp này thì người ta chỉ có cho cái phần danh từ đó, chứ người ta không có cho phần verb in vào đây. Thì do đó người ta làm nhanh luôn, người ta chọn câu B. Rồi các bạn nhớ ha, sau giới từ thì mình cộng với verb in hoặc cộng với danh từ. Nếu mà sau giới từ mà nào đó nó đã có sẳn một danh từ rồi đó thì mình cần điền một verb in để cái verb in này nó bổ nghĩa cho cái danh từ. Còn nếu mà sau giới từ nó chưa có cái gì hết thì các bạn chọn danh từ vô. Các bạn chú ý ha, cái phần này rất là quan trọng trong phần làm cái phần bát năm cũng như phần bát sáu trong đề thi TOEIC. Sau giới từ có hai trường hợp xảy ra: một, chúng ta sẽ chọn danh từ; hai, chúng ta sẽ chọn verb in. Nếu sau giới từ đã có một danh từ nằm sẵn rồi thì chúng ta chọn verb in để verb in bổ nghĩa cho danh từ. Còn trong trường hợp này sau giới từ for ở đây nó trống lóc thôi, không có gì cả, thì chúng ta phải chọn danh từ. Rồi mình nhớ cái chủ thể ngữ pháp này ha. Rồi rồi mình sẽ dịch cái câu này ha. Ông Kim, cái quản lý nhà máy á, cái chữ plant là nhà máy ha, nó một nghĩa nhà máy, ngoài ra nó còn có một nghĩa nữa là cây cối thực vật đâu. Như vậy quản lý nhà máy nè, ông thể hiện, cái chữ express là thể hiện cái sự ủng hộ của ông ta cho cái việc là xây dựng một cái bãi đậu xe mới. Cái parking lot là cái bãi đậu xe. Rồi chúng ta sẽ di chuyển sang câu tiếp theo. Rồi câu 109 thì người ta cho mình điền các cái đáp án A, B, C, D với những cái nhiều nghĩa khác nhau vô chỗ trống này phù hợp. Thì ở đây mình không thể nói là các cái đáp án A, B, C, D được các bạn, vì mình thấy ở vị trí là tư vấn marketing này các bạn, ở marketing consultant là nhân viên tư vấn về marketing đó. Thì ở đây mình cái chữ among thì mình dịch là giữa, từ ba cái trở lên thì mình sẽ dùng chữ among giữa ba cái gì đó trở lên, còn giữa hai cái thì mình dùng chữ chữ between thôi. Như vậy câu này không hợp ngữ cảnh nè. Rồi câu C là đằng sau, phía sau thì cũng không đúng. Câu D within là trong vòng, thường sau đó là cộng với số thời gian, là trong vòng mấy ngày, 2 ngày hoặc là mấy tiếng. C, D và A đều không hợp, chọn có gì ta, chọn câu B mà thôi. Rồi câu B cái chữ S mà mình dịch với vai trò là hoặc như là, mình dịch là với vai trò là hoặc là như là. Rồi ông Sam đã làm việc, đang làm việc ở công ty đó với vị trí là nhân viên tư vấn cho marketing đã 10 năm rồi. Ở đây người ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn các bạn. Còn vì sao để biết viết được cái câu như thế này thì các bạn phải xem lại cái chủ điểm ngữ pháp, đó là cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi thì ở đây cũng không có gì, có một cái lưu ý nữa là chúng ta biết cái nghĩa của chữ as này. Mình dịch là với vai trò là hoặc là như là. Rồi, marketing consultant là nhân viên tư vấn đó. Rồi, câu tiếp theo mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn đó là câu 110. Thì ở đây cái chỗ trống này phía sau người ta có nói là thiếu vốn, thiếu tiền đó, lack of funding, thiếu tiền. Thì các bạn nhìn vô các bạn bỏ ngay câu B đi các bạn.
bỏ B, bỏ C, bỏ D luôn. Vì cả B, C, D phía sau nó chúng ta cộng với một mệnh đề, cộng với chủ từ, cộng với động từ, chứ không thể nào là một cái cộng danh từ như thế này được. Đó. Do đó chúng ta chọn câu câu A. Nhìn vô thấy B, C, D sai liền các bạn, vì sau because một mệnh đề, sau although một mệnh đề, sau if chúng ta cũng dùng một mệnh đề luôn. Như vậy chỉ có câu A là thỏa mãn là sau due to chúng ta dùng danh từ cụm danh từ. À, và nghĩa của nó thì giống như chữ chữ because, bởi vì vì à, vậy do đó thì chúng ta sẽ chọn câu câu A. Rồi à, các bạn nhớ chú ý những cái kỹ năng mà mình phân tích làm là các bạn nhìn vô ta loại trừ đáp án ngay, và cái phần này như câu này chúng ta loại trừ A, B, C, D và ta chọn câu A này nữa, vừa nhanh và vừa đảm bảo chính xác. À, rồi rồi cái stadium là cái sân vận động ha, sân vận động. Rồi cái việc xây dựng cho sân vận động mới thì đã bị hoãn lại rồi. À, postpone là hoãn lại ha, bởi vì thiếu vốn, à, nghĩa là thiếu tiền, không có tiền xây nữa thì sẽ bị hoãn lại. Rồi postpone một trong những động từ rất thông dụng ha, trong đời sống cũng như trong phần để thi TOEIC các bạn cũng nhớ luôn ha, postpone hoãn lại. Rồi, ok, em mình sẽ đi qua câu tiếp theo. Rồi, ở đây thì câu này chúng ta cũng sẽ làm rất nhanh ha, vì cái outstanding là một tính từ các bạn, nghĩa là xuất sắc, nổi trội, vượt bậc, giỏi ha. Như vậy ở đây cần có một danh từ ha. Bởi vì tính từ rồi tới danh danh từ nên ta chỗ này chúng ta cần một danh từ mà thôi. Như vậy chúng ta chọn câu câu B à, vì có cái đuôi sần là danh từ à. Như vậy cái bài mà cái chủ điểm ngữ pháp mình giới thiệu về các trật tự từ trong câu á, cách nhận biết các cái loại từ trong câu rất quan trọng, cái chủ cái video thứ hai đó này à. Vì thế mà các bạn nên xem lại video đó nếu như mình chưa vẫn à, xem kỹ lại video đó. Rồi cái phần lý thuyết mà chuẩn thì giúp chúng ta làm bài tập rất nhanh các bạn, và khả năng đúng sẽ rất là cao. Chúng ta tránh được cái bẫy trong đề thi TOEIC. À, đề thi TOEIC là một cạm bẫy các bạn, nó rất là nhiều bẫy. Vì thế chúng ta phải có kiến thức rất là chuẩn. Rồi, à, câu này chúng ta sẽ chọn câu câu B. Và ở đây có chữ outstanding, các bạn cần cải thiện vốn từ cho mình. Nó là một tính từ, nghĩa là xuất sắc, giỏi, ha, vượt trội. Như vậy thì ông John ổng có đầy đủ các cái tiêu chí nổi trội, những cái tiêu chí giỏi đó cho cái vị trí là giám đốc bán hàng, rồi vị trí là giám đốc bán hàng hoặc là quản lý bán hàng cũng được, các bạn có thể dịch chữ manager là giám đốc hoặc là quản lý ha. Rồi còn cái chữ qualification là mình dịch tiếng Việt của mình là các cái tiêu chí á, là các cái yếu tố để đủ tiêu chuẩn cho cái gì đó. À, ví dụ như để làm công việc này thì anh phải có sức khỏe tốt nè, là cái thứ hai là ông phải cao nè, những cái thứ ba là ông phải chưa có vợ, phải độc thân mới được, thì đó là một cái tiêu chí mà đủ tiêu chuẩn để ra cái nghề nghiệp ở đó, thì cái từ qualification chúng ta hiểu là như thế. À, còn cái câu D quality là chất lượng các bạn, yếu tố về chất lượng á, ví dụ mình nói là high quality là chất lượng cao đó. Rồi. Rồi, chọn câu B ha. Rồi, cái câu 12 thì sau can này sẽ cộng với gì thôi các bạn? Cộng với model, cộng với lại V0, nhưng ở đây nó đều cho V0 cả. Như vậy bắt buộc chúng ta phải dịch sơ để chọn một động từ phù hợp. Rồi khách hàng, rồi đại diện bán hàng của chúng tôi ha, trong cửa hàng của chúng tôi. Như vậy thì chúng ta thấy dòm sơ qua bốn nghĩa của động từ thì chúng ta chọn câu gì các bạn? Câu B contact. Rồi cái chữ contact là liên lạc đó, liên lạc liên hệ đó. Thì khách hàng thì có thể liên hệ với một trong những cái đại diện bán hàng của chúng tôi tại cái cửa hàng của chúng tôi, nó hợp lý thôi. À, chứ mình đâu có nói là khách hàng là tham gia được, cái chữ attend là tham gia nè, tham gia tham dự thì thấy nó đâu có đúng, đâu có hợp nghĩa đâu, đúng không? Câu C apologize thì thường đi với nhớ từ gì các bạn,
apologize for nghĩa là xin lỗi. Xin lỗi ở đây nghĩa là xin lỗi vì mình gây ra sự bất tiện đối với ai đó. Cô đi accept là chúng ta chấp nhận, chấp thuận hoặc là đồng ý, thì nó cũng không có phù hợp nghĩa đối với cái câu này. Nó không phù hợp nghĩa với câu này. Thì như vậy cái câu này đòi hỏi chúng ta phải có cái gì các bạn? Vốn từ. Nếu như cả bốn đáp án các bạn đều không biết nghĩa hết thì bắt buộc chúng ta phải sao? Chúng ta phải mạo thôi, lụi thôi, không còn cách nào khác vì vốn từ mình ít quá. Thì đối với những câu điền cái từ vựng như thế này thì mình yếu từ vựng là mình bó tay thôi, không còn cách nào khác. Ha. Tại vì cả ABCD đều đóng vai trò là verb không hết. Như vậy sau can là dùng verb không hợp lý rồi nhưng mà phải hợp nghĩa nữa. Ha. Vì thế chúng ta phải bổ sung vốn từ đó. Ha. Rồi cái chữ representative là đại diện ha các bạn. Đại diện cho ai đó, đại diện cho công ty, đại diện cho gia đình tôi, vân vân. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển sang câu tiếp theo. Rồi, câu số 113. Rồi. Rồi, cái chỗ này thì chúng ta thấy đó là sau do. Sau do là một tính từ sở hữu, do là một tính từ sở hữu, như vậy sau tính từ sở hữu chúng ta sẽ cộng với cái gì ạ? Cộng với danh danh từ. Tuy nhiên ở đây nó đều cho ABCD là danh từ cả. Như vậy cần một danh từ phù hợp với nghĩa luôn. Câu này chúng ta cũng phải viết từ vựng các bạn. Không còn cách nào khác. Rồi. Thì chúng ta chỉ đọc sơ một vài từ để chúng ta chọn một cái danh từ nó phù hợp thôi chứ chúng ta không có dịch hết các bạn, mình không có đủ thời gian để chúng ta dịch hết các bạn. Rồi attach là đính kèm nè, đính kèm cái catalog nè cho email của bạn, cho thì chúng ta thấy là cho cái gì thôi ạ? Cho bạn tiện ha, cho bạn thuận tiện ha. Tại vì cái sao ạ? Vì đã tôi đã đính kèm cái bản copy cho các cái catalog mới cho bạn, là catalog là cái danh mục sản phẩm thôi. Cho email của do email của bạn luôn. Cho bạn thuận tiện. Này. Rồi, như thế thì chúng ta chọn câu câu D, convenience là sự thuận tiện. Còn cái câu A, performance là sự biểu diễn, sự trình diễn hoặc là hiệu suất làm việc gì đó, năng suất làm việc. Như vậy đều không có phù hợp với cái ngữ cảnh này. Còn cái câu B, supervision là sự giám sát thì nó cũng không 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 đúng. Người ta thấy nó cũng không có hợp lý về nghĩa. Còn câu C, encouragement là sự khuyến khích, động viên, như vậy cũng không hợp lý đâu. Có nghĩa là người ta đính kèm cái bản catalog vô cái email để cho mình tiện xem đó, tiện theo dõi, người ta check coi có sản phẩm nào mới, rồi có sản phẩm nào người ta cần mua hay là gì đó thôi, để cho nó tiện thôi. Rồi, vậy câu này chúng ta sẽ chọn câu cụ đi. Rồi, tiếp theo mình sẽ di chuyển sang câu 114. Rồi, cái câu này thì người ta bắt đầu kêu mình chia thì có will, có have done, rồi hiện tại hoàn thành nè, quá khứ đơn nè, rồi hiện tại đơn nè, rồi tương lai đơn nè. Nè. Như vậy về cách chia thì nhìn vô câu mình xác xem nó đã xảy ra chưa, hay là chưa rồi, hoặc là hay là đang ở hiện tại để chúng ta quyết định là chọn thì nào. Thì câu này có chữ next year là yếu tố then chốt để chúng ta chọn. Nếu mà next year thì phải chọn gì thôi các bạn, chọn câu A thôi. Nó chưa xảy ra thì phải dùng câu A để miêu tả cho cái một hành động chưa xảy ra thôi chứ. Will go. Rồi, như vậy chúng ta sẽ chọn câu A. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái từ vựng cũng như một số cái cụm từ trong cái câu này. Rồi, cái chữ là economist, expert thì là cái, sau đây cái chữ economist đó ha, mình phân tích chữ economist đó. Rồi, chữ economist là chuyên gia về kinh tế các bạn. Các bạn để ý thường có cái đuôi ESG á, mà cộng với cái danh từ thì chúng ta dịch là chuyên gia của cái gì đó. Ví dụ như economy là kinh tế thì các bạn thêm cái đuôi est là chuyên gia về kinh tế, economist. Rồi expert là
dự đoán ra, đoán ra, ước lượng ra. Như vậy các cái chuyên gia kinh tế thì người ta ước lượng rằng, dự đoán rằng nhiều công ty nhỏ sẽ phá sản vào năm tới bởi vì nền kinh tế bị suy thoái, nền kinh tế suy thoái. Rồi, downturn là suy thoái rồi, là sẽ giảm xuống đó. Rồi, go bankrupt là phá sản ha. Go bankrupt là phá sản. Rồi, go bankrupt phá sản là economic downturn là nền kinh tế nó bị suy thoái, nó bị trì trệ đó. Rồi, câu này là chọn câu A và mình bổ sung tư vựng luôn ha. Là nếu mà mình cái vốn từ nào mình không biết thì các bạn đổ bổ sung từ vựng luôn. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo. Rồi, ở cái câu này thì người ta thì to be going to đó là thì tương lai gần, ở đây mình còn có vây không. Tuy nhiên ở đây thì cho là bốn cái vây không cả. Như thế mình cần còn một cái vây không mà nó phù hợp với nghĩa luôn. Ở đây cái từ giúp chúng ta có kế hoạch, có cái chiến lược làm nhanh nhất, phát hiện ra đáp án nhanh nhất đó là chữ press conference. Thì cái press conference là cái cuộc họp báo các bạn. Thì chúng ta cái gì đó cuộc họp báo thì nhìn vô thì tổ chức cuộc họp họp báo thôi. Chứ satisfy là hài lòng, thỏa mãn, supervise, giám sát và câu D review là sản xuất ra cái gì thì nó đâu có hợp lý. Chúng ta chỉ chọn câu gì thôi các bạn. Câu A sẽ tổ chức một cái cuộc họp báo để announce là thông báo, về cái kế hoạch là merger là sáp nhập của chúng ta, sáp nhập. Như vậy là các bạn cần trang bị cho mình đó là chữ press conference, cuộc họp báo nè, động từ announce là thông báo ha, cái merger là plan là cái kế hoạch mà sáp nhập. Sáp nhập có nghĩa là nhiều công ty sẽ cùng nhau làm, dồn lại một cái để làm cái. Ví dụ như chúng ta thấy cái vụ ngân hàng mà sáp nhập đó. Rồi, trời, chúng ta di chuyển sang câu tiếp theo. Rồi, câu 116 thì ở đây có cái chữ survey. Survey là một danh từ, vì thế ở đây chỗ trống chúng ta cần điền một tính từ vô. Tuy nhiên ở đây đều là tính từ cả, thì chúng ta phải chọn nghĩa cho hợp lý. Thế này, cái bạn khảo sát gần đây, khảo sát gần đây hợp lý, mình không nói bạn khảo sát thu hút, bạn khảo sát đáng kể, rồi bạn khảo sát mắc, không đúng. Như vậy chúng ta chọn câu B. Theo như cái cuộc khảo sát gần đây ha. Rồi, thì cái việc thiếu hụt các cái giáo viên ở trường tiểu học cấp 1 là trầm trọng, thiếu trầm trọng. Thiếu những cái giáo viên có kinh nghiệm các bạn. Trầm trọng. Rồi. Ở đây mình học luôn cái chữ according to, nó đi với nhau như thế mà mình dịch là theo như. Như vậy theo như cuộc khảo sát gần đây thì cái chữ critical là nhiều, đáng kể nè, shortage là thiếu nhiều đó các bạn. Thiếu nhiều các cái giáo viên ở trường tiểu học nè, có kinh nghiệm. Như vậy là giáo viên mà ở cấp 1 đó có kinh nghiệm thì hiện tại là thiếu nhiều, thiếu nhiều. Rồi. Rồi, và cái ABCD này cũng rất là thông dụng ha các bạn. Các bạn cần trang bị cho mình các cái vốn từ vựng của những chữ này. Considerable là cái đáng kể, nhiều đó. Rồi, câu 117 nè. Câu 117 thì chúng ta thấy cái chữ to, rồi interest rate. Thì cái chữ interest rate này là lãi suất nè các bạn. Lãi suất thì tăng lãi suất thì chúng ta chọn C, đâu còn cái từ động từ nào hợp lý hơn. Mình không nói deliver, chuyển rồi vận chuyển cái gì đó để vận chuyển lãi suất cao lắm. Nhưng mà chúng ta cần biết cái động cái cụm từ là interest rate là lãi suất. Lãi suất. Rồi submit là nộp đệ trình. Nộp đệ trình, nó có nộp đệ trình lãi suất được đâu. Visit là thăm, ghé thăm.
hoặc là xem ghé thăm cái gì đó thì chúng ta cũng không có thấy hợp lý. Do đó chỉ có câu C, raise là tăng, tăng lãi suất lên. Rồi bởi vì một số lượng mà các cái loan application là các cái thủ tục vay nợ đó, các cái đơn vay nợ đó à, nó gần đây nó search là nó tăng lên các bạn, tăng lên đó. À, do đó là cần thiết đó, vì vậy việc cần thiết đó là tăng lãi suất lên. À, có nghĩa là sao các bạn, có nghĩa là người ta vay nhiều quá, cái lượng nhu cầu vay nợ hiện tại nhiều, vì thế mình tăng tăng lãi suất lên. À, cái chữ search tăng. À, rồi rồi à, chúng ta qua câu tiếp theo. Rồi câu 118 nè. Rồi đến đây thì mình tăng cái độ khó của câu hỏi lên đó các bạn. À, từ câu số 18 là mình bắt đầu tăng cái độ khó lên. À, như vậy đối với một câu đi thi TOEIC nó dài như thế này và nhiệm vụ của chúng ta làm khoảng 30 giây là xong thôi. Rồi nó rất là khó, đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng làm bài và có kỹ năng đọc và lướt, đọc lướt rất là tốt thì chúng ta mới có thể làm tốt cái phần reading trong vòng 75 phút 100 câu, đạt được số điểm cao được. Như vậy đối với cái câu này là câu 118 mà nhà câu khó đó các bạn. Nó vừa dài và nó vừa khó, câu này có xuất hiện cụm từ. À, thì cái câu này á nó có xuất hiện cái cụm từ là in rồi the rồi wake up. À, đấy, nghĩa là theo liền sau cái gì đó, theo có nghĩa là ví dụ như là năm 2015 vừa xong là có một cái gì đó tiếp theo này, như vậy cái đó là gọi là cái liền liền chân theo, liền sau. À, liền sau theo là cái gì đó. À, đây, thì thế thì trong trường hợp này chúng ta hãy chọn câu câu A, và các bạn cần chú ý cái cụm từ đó là in the wake of, nghĩa là theo liền sau đó. À, theo liền sau đó. À, rồi thì bây giờ mình sẽ dịch cái câu này để các bạn hiểu rõ hơn về cái cụm từ là in the wake of. À, tháng giêng năm 1981, vừa theo sau cái cuộc chiến tranh Iran Iraq đó, thì cái Exxon, một trong nhà dầu mỏ khổng lồ, nó đã thông báo rằng nó sẽ đổ 11 tỷ đô la vào cái việc đầu tư và thăm dò các cái thị trường ở nước ngoài. À, như vậy có nghĩa là sao các bạn? Thì cái cuộc chiến tranh vừa xong là nó đã thông báo cái việc này liền. Như vậy là anh ta dịch cái in the wake up là theo liền sau cái gì. À, rồi ở đây có một cái động từ pour là các bạn dịch là rót, đổ, chi. À, ví dụ rót nước cũng dùng cái từ này luôn. À, trong trường hợp này mình cũng dịch rót luôn cho nó đúng với cái từ mà chúng ta hay dùng trong thực tế. Rót mười mấy tỷ vô làm gì, chi mười mấy tỷ vô, đổ mười mấy tỷ vô làm cái gì. À, rồi cái investment là cái sự đầu tư, sự đầu tư, còn cái exploration là sự thăm dò, ví dụ nói thăm dò thị trường xem nó như thế nào. Rồi rồi như vậy câu này thì quan trọng nhất là cấu trúc câu. Thì đối với cái dạng mà cấu trúc câu như thế này, thực sự ra các bạn không biết cấu trúc câu thì các bạn cũng phải mão thôi, mão cho nó nhanh chứ cũng đừng có luyến tiếc các bạn. Ví dụ như câu này các bạn không biết thì là vẫn không biết thôi, chứ mình ngồi suy nghĩ lâu cũng đâu biết chọn cái nào, vì cấu trúc câu mà trúc câu là chúng ta phải dịch và đi như thế, mặc định là như thế. À, và chúng ta biết làm thì làm nhanh và không biết làm cũng làm nhanh luôn. À, không còn cách nào khác cả. Rồi rồi câu 119 mình cũng cố tình soạn một số cái đề thi ở những năm trước ra để mình giải thích, đó là mình sẽ cố tình chọn nó dài mà nó lại có cấu trúc câu vô đây. À, những câu này là những câu khó nè, những câu mà sẽ làm cho các bạn không thể nào tăng được số điểm TOEIC cao là do những cái câu như thế này.
Thì ở đây mình cố tình đưa ra một cấu trúc câu tiếp theo, đó là chữ when it comes to. Thì sau cái when it comes to này, các bạn cộng với danh từ hoặc cộng với verb in. Các bạn nhớ ha. Sau when it comes to thì các bạn cộng với danh từ hoặc verb in, và dịch tiếng Việt là khi nói đến vấn đề gì đó hoặc khi bàn đến vấn đề gì. À, tiếng Việt là mình dịch như thế ha. Khi nói đến vấn đề gì đó hoặc là khi bàn đến vấn đề gì đó. Đấy. Như vậy ở đây thì người ta thấy có đáp án B với verb in nè, quá dễ rồi, chúng ta chọn câu B. Và cấu trúc các bạn cần check no vô đó là when it comes to, sau đó cộng verb in hoặc cộng với danh từ, nghĩa là khi bàn đến vấn đề gì đó hoặc khi nói đến vấn đề gì đó. Rồi, nhiều người ở cái độ tuổi trung niên á, mà khi nói đến cái vấn đề về hưu á, thì họ cũng không có chắc được là họ nên tiết kiệm được bao nhiêu tiền và họ sẽ chi tiêu bao nhiêu tiền, tiết kiệm bao nhiêu và chi bao nhiêu. Ở cái độ trung niên, ví dụ 45, 50 gì đó, thì họ chưa biết là họ tiết kiệm bao nhiêu và họ sẽ chi bao nhiêu, họ nên tiết kiệm bao nhiêu, họ nên chi bao nhiêu để cho cái retirement của mình. Retirement là cái về hưu của mình đó các bạn. Rồi, ở đây thì chúng ta chọn cái gì các bạn? À, câu B có nghĩa là cái chữ prepare là chuẩn bị đó. Khi nói về chuẩn bị về hưu thì họ chưa biết. Thường cái độ tuổi trung niên là người ta chuẩn bị về hưu đó các bạn. Thì lúc này người ta cũng chưa biết được, là chưa có nắm chắc được là sẽ nên tiết kiệm bao nhiêu và chi tiêu bao nhiêu. Thường thì cái tới đâu hay tới đó ha. Rồi, thì chúng ta qua câu tiếp theo, câu 120. Rồi, câu 120 thì nó dài vậy thôi các bạn, nếu các bạn đã từng gặp thì các bạn sẽ làm rất là nhanh. Ở đây mình thấy có 8.000 nhân viên nè. 8.000 nhân viên, cái chữ lay off là sa thải đó các bạn, đuổi việc đó. À, như vậy sa thải chấm 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 8.000 nhân viên vào năm tới. Thì cái câu A several là một vài, một ít là bỏ đây nè, không đúng. 8.000 mà sao một vài một ít rồi. Câu B a few cũng không đúng luôn, cũng một vài một ít là không đúng. Như vậy nhìn vào chúng ta dùng bỏ câu A và câu B. À, cái câu D á, các bạn dùng a lot thì a lot of, chứ không dùng a lot là tới một danh từ số nhiều như thế này được. A lot thì các bạn dùng thì dùng để phía sau. Ví dụ như là I like it a lot, tôi thích nó nhiều, thì chữ a lot có nghĩa là nhiều và nằm ở cuối câu thì được. Chúng ta không có dùng a lot là cộng với một danh từ số nhiều 8.000 nhân viên như thế này, không đúng. Câu C thì ngoài cái nghĩa là một vài ra, sum á, ngoài cái nghĩa là một vài ra thì nó còn có nghĩa là khoảng. Nhớ ha các bạn. Ngoài là nghĩa là một vài ra, một ít ra thì nó còn có nghĩa là khoảng nữa. Và trong trường hợp này chúng ta dịch với nghĩa là khoảng 8.000 nhân viên. Do đó chúng ta chọn câu C. Rồi, câu này cũng là một câu khó. Và các bạn thường sẽ chọn câu D và sai. Rồi, Dell, một trong những cái nhà sản xuất máy tính lớn nhất, quyết định sa thải khoảng 8.000 nhân viên vào năm tới. À, vì một trong những cái dự án tái cấu trúc của nó, restructuring là tái cấu trúc. Tái cấu trúc ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ tái cấu trúc về nhân sự, tái cấu trúc về cách hoạt động và quản lý của cái công ty luôn. Tái cấu trúc đó các bạn. Đã. Cái project là cái dự án, cái đề xuất tái cấu trúc của là tái cấu trúc ha. Rồi, thì câu này các bạn cần nhớ cái chữ sum ngoài cái nghĩa là một ít một vài thì còn có nghĩa là khoảng, và nhớ cụm từ lay off là sa thải hoặc cắt giảm. Đã. Nói về cắt giảm là sa thải nhân viên á, và cái cụm từ đó là restructuring project, dự án tái cấu trúc. Đã. Câu này tự nhiên thì đáp án mất tiêu rồi. Thôi, không sao. À, quan trọng chúng ta sẽ biết cấu trúc là được rồi. Vì câu này là một cấu trúc các bạn. Đã. Rồi, cái câu này thì chúng ta cần điền một cái cấu trúc. Câu vô đó là give someone
inform something có nghĩa là cho ai đó được thông báo về cái thông tin gì đó, có nghĩa là cho ai đó được thông báo thông tin gì đó. Thì ở đây thì mình thấy có chữ give rồi employees là somebody các bạn, thì sau đó thì các bạn dùng cái động từ inform thì mới đi như thế này luôn. Nghĩa là chúng ta để cho ai đó được thông báo được về thông tin gì hoặc là có được thông tin gì đó. Thì đây cũng là một cấu trúc câu, để chúng ta cần phải trang bị cho mình. Trong trường hợp này thì các bạn không thể dịch hiểu hoặc là viết từ vựng mà chúng ta làm được đúng các bạn, vì câu này phải biết cấu trúc câu thôi. Và cấu trúc câu thì chúng ta không còn cách nào khác đó là tiếp xúc nhiều và chúng ta sẽ tích lũy được cho mình. Rồi thì cái cấu trúc này mình cũng ghi ra luôn để cho các bạn tiện tiện theo dõi, vì cái cấu trúc này nó hơi khó ha. Những cái nào thật sự khó thì mình mới chia vô đây các bạn, vì cái phần giải đề mình giải bằng slide nó sẽ dễ hiểu hơn, còn mình giải bằng word thì nó nhìn nó hơi khó hiểu, trừ khi không thể nào ghi lên được slide thì mình mới ghi bằng word ha. Và do đó thì mình cố gắng mình sẽ nói rõ và nói lớn để các bạn hiểu. Nếu có thể chim được vô những cấu trúc câu mà có thể còn ở chỗ trống thì mình sẽ ghi. Nhiều khi cái câu nó dài quá mình không mới ghi được các bạn. Rồi rồi ở đây thì mình sẽ dịch một số từ, ví dụ internally và externally. Internal là nội bộ các bạn, còn external là bên ngoài. Có nghĩa là cả bên ngoài và cả bên trong nội bộ đó. Rồi, it is very important for a manager to keep. Như vậy cái điều quan trọng đó là cái người quản lý phải cho cái nhân viên của họ là có được cái thông tin là sắp tới chúng ta sẽ làm gì ha, cả về cái bên ngoài và cả về cái bên trong làm gì. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý câu số 1 2 như thế này. Thì ở đây các bạn thấy nè, cái chữ ông Vuông file, cái chữ file này cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Thì mình thường dùng các cái chữ như file rồi think, rồi sau đó chúng ta cộng với chữ if, rồi cộng với một tính từ, sau đó chúng ta cộng với verb không. Rồi ở đây mình cũng ghi ra cho các bạn nè, cộng với tính từ rồi sau đó chúng ta cộng với v không, nghĩa là cảm thấy như thế nào, nghĩ như thế nào, rồi xem xét như thế nào. Thật ra chữ consider với chữ think cũng giống nhau thôi các bạn, giống nhau về mặt nghĩa ha. Rồi thì ở đây thì các bạn cần trang bị cho mình cái này, đó là sau những số động từ như find rồi think rồi consider thì phải tới chữ chữ s, rồi sau đó các bạn cộng với tính từ, cũng có thể là danh từ, nhưng thường danh từ thấy nó ít sử dụng hơn. Và trong trường hợp này người ta đang dùng một tính từ, sau đó các bạn cộng với to verb to hold. Rồi trong trường hợp này chúng ta còn phải biết cái cấu trúc này thì mới làm được. Đây cũng là một cái điểm ngữ pháp và khó, nếu như các bạn ít đọc tài liệu quá thì các bạn không thấy được cái điểm ngữ pháp này đâu, các bạn phải đọc nhiều. Và mình cũng cố tình cho cái câu này vô để giúp cho các bạn có thể đối phó được với một số câu nó khó, nhưng mà mình biết cấu trúc là mình sẽ đạt điểm được nó thôi. Rồi rồi ông Manafort này ông cảm thấy thật là hữu ích khi mà tổ chức một cái cuộc họp và nhân viên 2 lần một tuần, bởi vì nó sẽ giúp cải thiện cái hiệu quả, tính hiệu quả của cái công ty. Cái efficiency này là hiệu quả, đó là hiệu quả về cách làm việc, hiệu quả về cách quản lý vân vân. Nó có rất là nhiều cái nội dung hàm chứa trong đây. Rồi cái chữ improve là cải thiện cái này. Cải thiện. Cái chữ twice này là bằng với chữ two times 2 lần, phải 2 lần một tuần. Đó. Tổ chức cái cuộc họp nhân viên 2 lần một tuần.
Ví dụ như hợp đầu tuần rồi cuối tuần hợp thêm cái nữa chẳng hạn ha. Rồi nhớ nhớ cái này ha các bạn, cái này rất quan trọng ha. Rồi chúng ta di chuyển sang câu tiếp theo. Rồi rồi ở đây thì nó có chữ now ha, rồi the world, rồi it saw opera suddenly plant province in China ha. Ở đây thì chúng ta không dùng câu be và câu đi các bạn, vì cái chữ now nó sẽ không đi với hai cái từ as và đi với cái từ từ with như này. Rồi nếu mà mình dùng cái chữ now as á, thì mình dịch là được nổi tiếng như như cái gì đó. Còn mà nếu mình dùng cái chữ now mà đi với for á, thì mình được là được nổi tiếng về cái gì. Thì trong cái trường hợp này thì mình thấy nó nổi tiếng với cái bộ phim dài tập thì mình phải chọn cái gì đó các bạn, chọn for thôi. Nổi tiếng về cái bộ phim là dài tập á, nổi tiếng thế giới về cái bộ phim đó là phim dài tập. Và nó nói rằng á, nó dự định sao các bạn, mở rộng sang cái Trung Quốc luôn, mở rộng cái sự ảnh hưởng đó, influence, sự ảnh hưởng ở đây có nghĩa là được nổi tiếng về cái bộ phim này nhiều tập. Đây, truyền hình Televisa của Mexico nổi tiếng về cái nổi tiếng thế giới về cái chương trình là bộ phim dài tập này. Rồi ở đây thì mình có techno ra cho các bạn đó là now for và now as ha. Thì trước đó mình cũng có giải thích rồi, nhưng mà ở đây do mình còn chỗ trống cho slide này nên mình cũng ghi luôn ha, nhiều khi các bạn nghe không rõ ha. Rồi thì các bạn cần trang bị cho mình hai cái này. Now thì nếu đi với for thì nổi tiếng về cái gì đó hoặc được biết đến về cái gì, còn as sẽ được biết đến hoặc được nổi tiếng như ha. Rồi chứ mình không dịch là chỉ là đơn thuần là biết không. Rồi influence là sự ảnh hưởng. Rồi expand là mở rộng ha. Rồi, ok, chúng ta sang câu tiếp theo. Rồi, cái câu này cũng là một câu khó khó về từ vựng. Khó về từ vựng các bạn. Tuy nhiên thì ở đây các bạn có thể làm đúng nhanh, thì sau mà từ thì các bạn dùng danh từ thôi, danh từ thì các bạn dùng chữ cation đúng không ha. Rồi tuy nhiên thì ở đây là trường hợp các bạn có thể làm nhanh với điều kiện các bạn chỉ cần biết đó là cái duration là danh từ, vì sau mà từ xác định thì chúng ta dùng danh từ. Tuy nhiên để dịch được câu này các bạn rất khó, và một đề thi hiện nay người ta đang ra khó đó là người ta dùng những cái từ cùng loại rất nhiều. Ví dụ BCD người ta đều cho cái danh từ thì ở đây các bạn sẽ không làm nổi câu này nếu như các bạn có vốn từ ít quá. Rồi về về đáp án thì chúng ta sẽ chọn câu câu A các bạn. Đáp án thì chúng ta sẽ chọn câu câu A. Còn về giải thích nghĩa thì mình sẽ giải thích luôn. Nó có một số từ khó đó là cái chữ là pamphlet, có nghĩa là một cái quyển sách mỏng để chúng ta chứa đựng những cái thông tin gì mà chúng ta cần thiết thôi, tóm tắt về cái gì đó, quyển sách mỏng về cái gì. Rồi cái chữ fox này là mình dịch là fox luôn, gửi đến luôn, thì tôi sẽ gửi một quyển sách mỏng với nó bị lỗi cho rồi một quyển sách mỏng với cái gì đó ba cái máy nén khí compressor là máy nén khí rồi. Thì ở đây mình chọn câu A và cái câu A mình dịch là thông số kỹ thuật specification, thông số cái thông số kỹ thuật các bạn. Ví dụ như là nó có thể ví dụ như máy tính mình mua đó dung lượng bao nhiêu rồi chứa bao nhiêu là tốc độ bao nhiêu ha vân vân, cái đó gọi là một cái specification, cái thông số về kỹ thuật cho đúng không? Rồi do đó chúng ta dịch câu A vào, các bạn nhớ luôn cái chữ này đó là thông số kỹ thuật ha. Rồi tôi sẽ gửi cho bạn quyển sách mỏng với thông số kỹ thuật của ba cái máy nén khí này, và vì thế bạn có thể cân nhắc xem cái nào và
quyết định là mua cái nào, tự mình quyết định và tự mình xem xét luôn, dựa vào cái thông số kỹ thuật. Rồi. Rồi cái câu số 125 thì câu này dễ thôi. Câu này mình làm trong vòng 5 giây thôi các bạn. Hoặc là chỉ có nhìn vô là tô luôn, chứ chúng ta không cần phải dịch ha. Cái chữ lack là thiếu, thiếu cái gì đó, động từ. Thì ở đây chỉ có thể là trạng từ thôi. Trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ. Như vậy chúng ta chọn câu B ha. Rồi. Symbol là cái đơn giản ha. Rồi. Chúng ta đơn giản đó là thiếu các cái nguồn, ví dụ nguồn lực, rồi nguồn nhân sự, rồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, vân vân, cái nguồn đó, resources là các cái nguồn để mà có thể mà cạnh tranh với các cái công ty lớn. Đơn giản là chúng ta thiếu được các cái nguồn để mà cạnh tranh với công ty lớn, ví dụ thiếu vốn này, thiếu mối quan hệ này, thiếu về nhân sự này, thiếu người tài giỏi này. Cái đó ta không thể cạnh tranh được với các cái công ty lớn. Cái chữ corporation là công ty đó rồi, bằng cái chữ company ha. Rồi, câu này dễ thôi. Lỗi rồi. Các bạn nếu mà yếu cái vốn từ mà mình yếu á, mình trang bị ha các bạn. Mình trang bị từ từ các bạn. Cách học từ vựng thì các bạn cứ đọc qua đọc lại các bạn. Tự nhiên cái mình nhớ thôi, chứ các bạn cũng không cần phải học theo cái kiểu là một cái list đâu, học hay một cái danh sách đâu, không cần. Cứ đọc bài rồi cái mình tích lũy dần, tự nhiên vốn từ của mình nó sẽ nhanh lên, nó sẽ tăng lên. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo ha.